Tết xăm coi bộ mày mập lên nha. Mới gì quýnh tao? Tao chỉ đầy đặn thôi chứ không có mập. Còn nói tao mập lần nữa thì chổi chà lên đầu. Sống có nhận thức và lương tri đi. Đừng quên like, share và follow kênh tụi mình nhé cả nhà.